quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đồ trang trí từ bìa cắt tông và những tờ giấy màu thủ công. Và ý tưởng của mình ngày hôm nay đó là sử dụng những tấm bìa cắt tông này để làm đồ trang trí có hình con bướm. Thì sau đây xin mời tất cả các bạn cùng mình bước vào video chi tiết. Thì như đầu video mình đã giới thiệu, ở đây mình có chuẩn bị một cái tấm bìa cắt tông hình tròn có kích thước là 13 cm như thế này. Bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái loa và những bông hoa để gắn lên cái tấm bìa cắt tông này. Để làm được một chiếc loa, ở đây mình sẽ chuẩn bị một tờ giấy màu đen có kích thước là 9x9 như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ làm cho cái phần ở đáy bên này nó nhọn đi một chút xíu. Sau đó thì mình sẽ quấn nó vào. Và khi quấn nó vào như thế này thì ở phần đầu này nó sẽ hai đầu của tờ giấy sẽ bằng nhau. Sau khi mình đã để cho nó được bằng nhau rồi thì mình sẽ sử dụng keo nến để cố định cái loa của mình lại. Bây giờ thì mình sẽ gắn hai bên của tờ giấy lại với nhau nhé. Và như thế này là mình đã có một chiếc loa màu đen rồi. Bây giờ thì mình sẽ để chiếc loa này sang một bên. Bước tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bông hoa để gắn vào chiếc loa này. Để làm được một bông hoa thì mình có chuẩn bị một tờ giấy có kích thước là 7x7. Bây giờ thì mình sẽ gập chéo cái tờ giấy màu đỏ lại. Sau khi gập chéo xong thì mình sẽ gập đôi hình tam giác. Và lật ngược hai đầu. Tiếp theo thì mình sẽ lật ngược một đầu của tờ giấy. Và mình sẽ dùng kéo để cắt cái phần dư của tờ giấy đi. Sau khi mình đã cắt dư rồi thì cắt xong rồi thì mình sẽ dùng bút chì để phác họa cái cánh hoa của mình. Như thế này là mình đã phác họa xong cái cánh hoa rồi. Và các bạn lưu ý là khi làm bông hoa này thì các bạn không nên cắt quá sâu cái phần cánh hoa. Bạn chỉ cắt một chút cái phần đầu này để khi các bạn làm cong cánh hoa thì nó sẽ được đẹp hơn. Sau khi mình đã cắt xong được một cái cánh hoa như thế này thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là làm cong cánh hoa. Ở đây để làm cong được cánh hoa thì mình sẽ sử dụng một cái que chuyên dụng của mình. Sau đó thì mình sẽ vuốt cong từng cánh hoa một. Mình sẽ vuốt cho nó ngược lại như thế này. Mình sẽ vuốt hết 8 cánh hoa còn lại. Và như vậy là mình đã vừa vuốt xong cánh hoa của mình. Ở đây thì các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là 4 cánh hoa với cùng kích thước và cách làm tương tự nhau. Và đây là 4 cánh hoa của mình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt những cái cánh hoa này làm sao để ghép thành một bông hoa hồng. Đối với cánh hoa đầu tiên thì các bạn sẽ cắt đi một cánh hoa. Như thế này. Cánh hoa thứ hai các bạn sẽ cắt đi hai cánh hoa. Đối với cánh hoa thứ ba các bạn sẽ cắt đi 3 cánh hoa. Và cánh hoa cuối cùng các bạn sẽ cắt đi 4 cánh. Như thế này. Đối với cánh hoa thứ tư này thì các bạn sẽ để cho cái phần cánh hoa của mình sang một bên, để chút nữa các bạn sẽ làm bông hoa thứ hai, còn mình chỉ sử dụng những cái cánh hoa này thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ghép làm sao để tạo thành những bông hoa. Đối với 3 cái cánh hoa này thì mình sẽ để sang một bên để làm phần nhụy hoa. Bây giờ thì mình sẽ ghép lần lượt những cái cánh hoa này nhé các bạn. Đầu tiên thì đối với cánh hoa 7 cánh này thì mình sẽ bôi keo ở một bên này của cái bông hoa của mình. Sau đó thì mình sẽ ghép lại. Như thế này là mình đã ghép được một cánh. Cứ lần lượt như vậy thì các bạn sẽ ghép theo thứ tự từ lớn cho đến nhỏ. Tiếp theo ở đây thì mình đã ghép đến cánh hoa 6 cánh như thế này. Và bây giờ là đến cánh hoa 5 cánh. Ở đây thì mình đã sử dụng những bông hoa màu, những gam màu đỏ để ghép với gam màu đen của mình. Do bây giờ thì mình sẽ để cái này sang một bên và làm những cái tiếp theo. Để cho nó hài hòa màu với nhau. Và mình đã chọn hoa hồng để trang trí cho hình con bướm của mình. Như thế này, các bạn phải gắn một chút keo ở phần bên ngoài thôi. Sau khi mình đã làm xong được những cái thanh lớn rồi thì bây giờ mình sẽ làm đến những cái cánh hoa nhỏ như thế này.
Đầu tiên thì đối với cánh hoa ba cánh này thì các bạn sẽ gập một chút cái phần nhọn này và để dư ra một chút ở bên ngoài, sau đó thì bôi keo vào và gắn cố định hai cánh hoa này lại với nhau như thế này. Tương tự cánh hoa hai cánh các bạn cũng sẽ làm như vậy. Ở đây thì các bạn cũng sẽ làm cho nó cong vào bên trong một chút xíu, sau đó các bạn sẽ gập nó vào. Và bây giờ thì các bạn sẽ gắn hai cánh hoa lại với nhau như thế này. Những cái phần mà nó bị dư xuống dưới này thì không sao. Chút nữa chúng ta sẽ cắt đi một chút cái phần đế để khi mà gắn bông hoa nó sẽ được đẹp hơn. Sau khi đến đây là cái phần nhụy hoa cuối cùng rồi. Các bạn uốn nó vào. Như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng keo để cố định cái phần cánh hoa của mình lại nhé các bạn. Sau khi mà mình đã cố định xong thì các bạn để cho cái cánh hoa của mình nó được phồng ra. Các bạn sẽ sử dụng cái que chuyên dụng, sau đó thì làm cho cái phần cánh hoa bên trong nó phồng ra như thế này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bước tiếp theo, đó là dùng kéo và cắt đi một chút cái phần đế ở dưới này. Tương tự thì cái bông hoa hai cánh mà hồi nãy mình bảo các bạn thì bây giờ các bạn cũng sẽ cắt đi hai cánh, một chút cái phần đế. Sau khi mình đã làm xong tất cả các bước ghép từng cái cánh hoa một lại rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn những cái bông hoa mà mình đã ghép lại nhé. Đầu tiên thì đối với cánh hoa sáu cánh này thì các bạn sẽ bôi keo vào, sau đó thì ghép với cánh hoa bảy cánh. Và lưu ý là khi mà ghép những cánh hoa này thì các bạn hãy ghép so le những cánh hoa. Bây giờ là đến cái bông hoa năm cánh. Cứ lần lượt như vậy các bạn sẽ ghép đến khi nào mà hết cái những cái cánh hoa của các bạn. Ở đây thì tổng cộng tất tính cả nhụy và những cái cánh hoa này thì các bạn sẽ sử dụng đó là 7 cánh hoa, 7 cái bông hoa. Đây là cái bông hoa ba cánh phần nhụy hoa. Tiếp theo là phần nhụy hoa hai cánh, mình sẽ lần lượt gắn nó vào chính giữa. Và cuối cùng là cái phần nhụy hoa một cánh. Tiếp theo thì mình Và như vậy là mình vừa hoàn thành xong một cái bông hoa hồng rất là đều đẹp như thế này rồi. Ở đây thì mình có chuẩn bị rất nhiều những bông hoa có cùng kích thước và cách làm tương tự. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần lá cây. Để làm được phần lá cây thì ở đây các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái tờ giấy màu đen có kích thước là 5 x 7 cm. Đầu tiên thì các bạn sẽ gập đôi cái tờ giấy này lại. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kéo và cắt hình chiếc lá. Đây là cái phần chiếc lá mà mình đã vừa cắt xong. Sau khi cắt xong được một chiếc lá như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ cắt những cái gai lá. Đầu tiên thì các bạn sẽ cắt ở phần đầu này trước. Sau đó thì cắt lần lượt tất cả những cái gai ở phía dưới như thế này. Mình sẽ cắt đến hết cái chiếc lá của mình. Sau khi mà mình đã vừa cắt xong một hình chiếc lá như thế này rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp những cái đường vân lá. Thì mình sẽ gấp theo những cái gai mà mình đã cắt để cho cái lá của mình nó sẽ được đều và đẹp hơn. Và như thế này là mình đã vừa hoàn thành xong một cái phần chiếc lá màu đen rồi. Bây giờ thì mình sẽ gắn cái chiếc lá màu đen của mình vào trong bông hoa. Đầu tiên các bạn sẽ bôi keo một chút cái phần ở cái phần loa này và các bạn sẽ gắn cái màu đen vào. Và như vậy là mình vừa hoàn thành xong một cái bông hoa màu đỏ gắn với chiếc lá màu đen rồi. Quay trở lại với cái loa của mình, bây giờ thì mình sẽ bôi keo vào chiếc lá và gắn cố định chiếc lá vào cái loa màu đen như thế này để làm ra cái phần thân con bướm nha các bạn. Như thế này là mình đã vừa gắn xong cái loa và bông hoa lại với nhau, mình đã vừa hoàn thành xong một cái thân hình con bướm rồi. Và bây giờ thì mình sẽ gắn những cái loa này lên tấm bìa cắt tông của mình. Quay trở lại với cái tấm bìa cắt tông của mình thì bây giờ mình sẽ gắn lần lượt những cái phần những cái ống
những cái ống hoa màu đen của mình lên nhá. Ở đây mình đã có một cái điểm tâm ở giữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ bôi keo vào cái mặt đằng sau của chiếc loa này. Sau đó lần lượt mình sẽ gắn những cái loa này vào như thế này. Và đây là cái loa thứ hai của mình. Mình cũng sẽ bôi keo và lần lượt gắn những cái loa này theo sát vào với nhau như thế này nha các bạn. Mình sẽ gắn cho nó sát sát những cái cánh hoa và gắn làm sao để cho cái phần cánh hoa của mình nó được đều nhau, nó không bị lệch. Mình sẽ gắn cẩn thận một chút xíu để cho cái khung hình của mình trông nó được đẹp mắt nhất. Tương tự, mình sẽ tiếp tục gắn đến cái thứ ba. Đây là cái thứ ba của mình cũng sẽ từ từ gắn cái bông hoa thứ ba vào. Ở đây thì mình đã sử dụng những cái loa và những cái kích thước nó đều nhau để gắn cho cái phần khung hình của mình nó được, nó cũng sẽ đều nhau. Mình sẽ sử dụng 6 cái loa này để gắn về một bên của cái hình con bướm của mình. Và đây là cái thứ 6 của mình. Mình sẽ gắn để cho nó bằng với cái phần bên trên này nha các bạn. Như vậy là một bên của cái hình con bướm đã được mình gắn xong. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục gắn đến bên còn lại. Bây giờ thì mình sẽ gắn hết cái phần loa còn lại ở phần bên đối diện nha các bạn. Mình sẽ để cái phần đầu, cái phần này thành cái hình tam giác để khi chút nữa thì mình sẽ làm một chiếc râu cho phần con bướm, hình con bướm của mình. Mình sẽ gắn đến những cái bông hoa tiếp theo. Ở giữa thì mình cũng sẽ sử dụng những bông hoa màu, những bông hoa hồng đó để gắn làm cái phần thân ở giữa cho cái hình con bướm của mình. Đây là cái thứ tư. Và như thế này là mình đã gắn xong những chiếc loa lên rồi. Bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn, đó là mình sẽ cắt những cái hình bìa cắt tông mà còn dư của hình con bướm ra. Mình sẽ cầm cái phần bên dưới này, sau đó thì mình sẽ cắt hình tam giác theo cái đường những cái loa mà mình đã gắn vào. Các bạn cắt cẩn thận, nếu không thì nó sẽ vào cái loa ở chính giữa này. Mình sẽ cắt, sau đó thì mình sẽ dùng tay để lấy cái phần hình tam giác ở giữa ra. Sau khi cái phần bên dưới đã được lấy ra rồi thì bây giờ mình sẽ cắt tiếp cái phần bên trên này để cho cái phần hình con bướm của mình nó được đẹp hơn. Và như thế này là mình đã vừa cắt xong được hình con bướm, hai bên thân của hình con bướm rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng những bông hoa để gắn vào chính giữa những con bướm như thế này. Bây giờ thì mình sẽ dùng keo và gắn cái phần bông hoa của mình vào. Ở đây thì ở giữa cái thân của con bướm mình sẽ sử dụng hai bông hoa màu hồng. Bông hoa hồng này để gắn vào chính giữa. Sau khi mình đã gắn được hai bông hoa hồng vào chính giữa rồi thì mình sẽ tiếp tục làm phần râu cho hình con bướm của mình. Bây giờ thì mình sẽ để cái phần hình thân của nó sang một bên và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần râu cho hình con bướm. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị một tờ giấy có kích thước là 10x30. Mình sẽ cuốn cái phần tờ giấy màu đen của mình lại để tạo thành một cái que trước nhé các bạn. Mình sẽ cuốn tạo thành một cái que dài. Bây giờ thì sau khi mà mình đã cuốn xong rồi thì mình sẽ dùng keo để cố định phần hình tờ giấy màu đen lại. Sau khi mà mình đã cuốn xong thì mình sẽ dùng kéo và cắt để cho hai cái đầu này của cái que nó được đều nhau. Tiếp theo thì mình sẽ dùng tay và làm dẹt cái phần ống của mình đi. Bây giờ thì bước tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái ống hình tròn. Mình đã sử dụng cái keo sữa này, sau đó thì mình sẽ làm cho cái phần que của mình nó cong vào. Mình sẽ cuốn cho nó tròn để tạo thành một cái râu
có tròn vào bên trong. Bước tiếp theo thì mình sẽ làm cong cái phần thân bên ngoài này của cái của hình con bướm nhé. Và như thế này là mình đã làm cong được cái râu bướm rồi. Ở đây thì mình đã chuẩn bị đó là hai cái râu bướm có kích thước tương tự nhau. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa để cho hai cái râu bướm này nó được bằng nhau hơn. Và mình sẽ điều chỉnh cái phần râu bên trên này nhé. Và mình bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng keo và cố định hai cái râu bướm này lại. Bây giờ thì mình sẽ cố định lại như thế này. Sau khi cố định xong thì mình sẽ gắn cái hình râu bướm bướm này vào phần thân. Quay trở lại với cái thân hình con bướm của mình thì ở đây mình sẽ lật ngược con bướm lại. Sau đó thì mình sẽ gắn cái phần râu của mình vào nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bôi keo vào cái phần râu này. Sau đó thì gắn lên hình con bướm và các bạn căn làm sao để gắn cái hình con bướm này nó được vào chính giữa. Các bạn cần phải giữ một lát để cho keo nó được cố định vào cái bìa cắt tông và để cho nó không bị bung ra. Sau khi gắn cố định xong thì bây giờ mình sẽ lật ngược cái phần thân con bướm lại. Và như vậy là các bạn đã thấy được cái hình râu con bướm của mình rồi. Bây giờ thì các bạn phải điều chỉnh cái độ cong của hình râu con bướm này lại nhé. Như thế này. Mình sẽ điều chỉnh cong nó một chút xíu. Sau khi đã điều chỉnh xong rồi thì ở trên cái đầu của hình con bướm thì mình sẽ sử dụng một hạt xốp để gắn vào chính giữa cái hình con bướm. Như thế này, đây là hạt xốp màu hồng của mình. Mình sẽ làm cho cái phần này nó không bị nhọn quá. Mình sẽ gắn nó vào như thế này. Tương tự, đầu bên kia mình cũng sẽ làm như vậy. Và mình cũng sẽ sử dụng những cái hạt xốp để gắn vào những cái phần thân của cái râu ở phần bên dưới nha các bạn. Phần thân ở dưới này. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng những hạt xốp màu hồng đấy và gắn vào cái phần râu đấy. Mình sẽ gắn lần lượt những cái hình hạt xốp tiếp theo vào. Cứ như vậy các bạn sẽ... mình sẽ gắn hết. Và các bạn lưu ý là mình chỉ gắn những cái hạt xốp lên đến cái phần trên này thôi. Còn lại là mình sẽ không gắn nữa. Thì hình con bướm của mình cũng đã được hoàn thành rồi nha các bạn. Đây là hình con bướm mà mình đã sử dụng những cái tờ giấy có chủ đạo đó là màu đỏ và màu đen để trang trí lên hình con bướm của mình, tạo thành một cái tác phẩm treo tường thật là độc đáo để trang trí cho cái căn phòng của mình được đẹp mắt hơn. Thì tác phẩm của mình đến đây cũng đã được hoàn thành. Và nếu các bạn thấy cái tác phẩm này của mình đẹp thì hãy comment ở dưới phần bình luận. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe để mình có động lực ra những video hay hơn và những ý tưởng tốt hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.